Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên lô mới cho nhà chọn ha. Thì cuối năm nha, bên giao hàng nghỉ nhận hàng rồi, nên em sẽ bán là giữ đơn nha. Anh em nào mà chốt thì cứ cọc giúp em giữ đơn cho. Qua Tết thì bên giao hàng làm việc lại thì em sẽ ship cho nhà ha. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản hết là bên em bao ship ha. Rồi đầu tiên nha, một con thương hiệu Mỹ nha, Michael Kors Mỹ. Con này full vàng hồng luôn. Này độ mới cao lắm nha, mới cao 6 kim luôn. Này chuẩn nha, dây khóa nè. Còn cái siêu bọc trước luôn nha, siêu bọc trước chưa bóc nè. Mà do là nó nằm trong lô nó có chấm xíu đây nè, em có báo nha. Đó. Anh em nào không quan trọng thì em bán con này giá rẻ cho. Giá hời so với con 6 kim, độ mới cao. Lịch gốc 6 giờ nha, chạy 6 kim, đồng hồ chỉ 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Này thể thao đó nè, kính còn đẹp ha, nhưng mà có chấm xíu đó đó. À, kính nó mở cho nhà xem. Con này kiểu mặt cũng vàng hồng mà cánh gián nha. Đúng dập hiệu hết rồi. Dây khóa nó đây, khóa dập hiệu Michael Kors, mặt sau đáy sấy ha, bản thép dây còn 18 nha, dây 18 vừa ha, lên tay quẩy nha. Con này thì nó mới lắm, do nằm trong lô nha, kiểu dục trong lô thì nó có vết xíu đây nè, có báo ha. Thì có sao báo vậy nha, để anh em mình nhận hàng đỡ bỡ ngỡ thôi. Rồi con này xe ngang của nó ha, xe ngang nó đo thẳng nha, không đo rìa nha, 42.6, nếu mà đo rìa luôn 45, cái càng của nó luôn là 49.7 mỏng, nó 12 lì 7. Thì con này nếu mà không có bị gì nha thì thường em sẽ bán ngoài 1 triệu, nên con này em bán nhà giá là 850k mã F11 ha, 850 mã F11 đó. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Kính này cũng dễ thay nha, kính dễ thay, đánh bóng thì bình thường nha, nhưng mà em nghĩ nó để gì xài bình thường nha, nó còn đẹp, nó chỉ có chấm vậy thôi. Anh em nào không quan trọng thì chốt cái này giá rẻ rồi. Thường em biết giá của Michael Kors nè, nó chưa biết thương hiệu, nó chụp hình search Google nè, thì biết giá trị nó rồi, bán giá này là biết đó ha. Nó có lỗi thì bên em sẽ cân nhắc giá. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em ha. Rồi em lên tiếp cho nhà một con Orient. Con này bản 3 sao nè, pin ha, pin. Thì cái đồng hồ nha, em nếu mà cơ thì là em sẽ báo cơ ha, đó, em sẽ báo cơ. Còn em không báo gì nó là pin nha, nó chạy kim giật nè. Thì con này kiểu dáng cổ điển á, thì cũng có nhiều anh em nhìn mấy con này thì tưởng lầm là cơ cổ, mà tưởng nó là dáng vintage, dáng xưa mà. À, 3 sao nè, đó. Lịch gốc 3 giờ, đó. Có ký hiệu của Orient, hai con sư tử. Bản của nó kiểu vintage, dáng xưa mỏng, dây khóa zin dập hiệu hết. Bên hông này. Bản thép ha, mặt sau nè, đáy sấy nè. Thông số đủ nha. Máy Nhật ha, dập hiệu hết. Con này dây dài, này anh em tay vừa thôi, tay 16 đô lại đeo mới đẹp, dây chưa cắt luôn, lên tay quẩy. Mặt thiết kế hai lồng với cọc số vàng, nhìn nó cổ điển, có dạ quang chấm bi đây. Kính zin đẹp không sứt mẻ, dẫn báo quét lông mèo nha, mỏng. Rồi xe ngang của nó là 35.5, anh em tay vừa thôi, đứng luôn là 4 39 39.9 như 34 40 chứ, 39.6 như 40, mỏng 7 ly. Rồi con này thì em bán 550 mà F14, 550k mà F14 ha, cho con Orient dòng này bản nội địa máy Nhật rồi. Rồi em lên chỗ nhà này, cặp trong lô về dính hai cây bật lửa. Thì mấy bật lửa này về cả nhà anh em nào gành hả mua nha, tự mấy này về mình phải xử lý ba cái rau này nữa nè, có cây thì về bơm ga thì xài được luôn, tự nó không có xì á. Con này thì nè, con này thì thương hiệu nha, nó nặng lắm nha, thì cầm nó đầm tay lắm nha, này kiểu gì yếu sinh lý gì nè, IXL gì đó, anh em nào gần biết, đi còn lửa luôn nha, mới bật nãy lên thấy lên lửa. Rồi anh em về mình xử lý mấy dòng này em bán tự xử thôi. Đó, anh em nào gần bật lửa chốt này, mặt sau đây thương hiệu IXL, em đo size cho nhà dễ hình dung, nó dài nhiều luôn ha, 62, 24. Rồi một cây này ha, em bán cặp cặp có 300 thôi. Con này thì kiểu y như mấy cây mà đun đun hiu vậy nha. Này hết đá, em không biết bỏ đá chỗ nào nè. Nó có cái chỗ này nè, gạt tới gạt luôn chắc bỏ đá. Anh em là gành không quẹt mới được ha. Thì bỏ đá vô đầy đủ hết rồi. Bơm ga này nó đầy đủ hết nha. Nè. Thấy cũng mở ra được. Về nghiên cứu ha. Chỗ này thì có vết nè, vết xíu đây nè, báo hết ha, để anh em mình nhận hàng đỡ bỡ ngỡ. Bên hông đẹp đây nè, này nó kiểu nó bọc cái gì nha,
Rồi em đo con này để cho nhà dễ hình dung luôn ha, để anh em mình được nhận nói nhỏ to nha. 66 nha, đứng á. Dày nè. 20 ha. Rồi mấy dòng này là em bán tự xử nha, nó cho nhà xem đầy đủ á. Nó còn đầy đủ á, về mấy này là anh em gành hoặc quẹt ta chỉ là làm ron thôi. Anh em nào không rành đừng có chốt ha. Đó, 300 nha, hai cây nha. Hai cây này em bán 300 thôi, mã L2 hết nha. Thì đầu năm nha, em đã cân nhắc giá rồi. Đầu năm thì em cũng bán suôn sẻ nên anh em mà thấy giá hợp lệ thì mình chốt ha, còn vô trả giá thì em xin không tiếp nha. Đó. Rồi, 300 mã L2 nha. Này kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên kính cho nhà luôn đi, sẵn đây, kính nha. Con này kính lão nha. Kính lão nè. À, trên đây ghi thông số nè. Cộng 5 là gì ta? Độ nha, 5 độ cái gì đó. Ừ. Anh em nào gành kính lão biết ha. Này mới lắm, mới tin mà. Còn cái siêu bọc luôn mà. Này kính Nhật nữa nha. Để cho nhà xem này có thông số gì. Bỏ này vô. Cái này là nó màu vàng nha, màu vàng nhưng mà không biết là bọc vàng bọc gì không, là em không biết, em chỉ báo màu vàng còn đẹp thôi. Để mất công mình báo bọc vàng về anh em thử, không không phải bọc vàng chết luôn. Nước vàng rất là đẹp ha. Em chỉ báo là màu vàng thôi nha. Cho nhà xem thì con này tính ra nhà mua đang mua con mới vậy nè, nó có lão nha, này dày lắm, kính nó dày lắm nha. Này để vô mắt khó chịu lắm, ai mà kiểu 5 độ á, kính lão kiểu 5 độ chốt này. Rồi em đo sai cho này, xe ngang nó ha, đây nha, 13 nha, 13 dài qua 13 nè, 13 này về ai mà đúng độ để vô đeo luôn, khỏi thay chồng nhé. Chủ yếu mua cái gọng này. Rồi 250 mã K23 ha. 250 mã K23 còn mới á. Nó một cây nè. Cái đó còn cây này giống vậy nữa. Nhưng mà cây này cái nước vàng nó hơi nè, nó hơi râm râm xíu có báo hết nha. Hàng sao báo vậy để anh em mình thận mua vừa bán thôi nha. Ừ. Có râm xíu nè nhưng mà không đáng kể đâu. Kiểu con này để cũng trưng bày lâu sau đó. Nè. Đó. Nên con này sẽ rẻ hơn con đó xíu á. Nước vàng mấy gọng này còn đẹp lắm. Ừ. Nhìn cái kính xịn nè, bên Nhật về là biết rồi nha. Cái nhà mình đã từng mua kính ở Việt Nam là biết giá trị nó rồi. Cái gọng thôi là nhiêu tiền. Con này cũng lão luôn á. Con này đâu cũng là 4.5 nha. Cộng 4.5 là lão á. Mặt trước nè. Thì nam nữ được nha. Thấy cái màu này kiểu cái dạng nam nữ dùng chung được á. Xe ngang nè. 13, 13 năm chứ. Con này dài hơn xíu 13 năm ha. Thì cả nhà nào mà mình đeo cái size mình biết á, em đo size cái nhà để ý biết ha. Đó, trên đây nè, nước vàng cũng còn ok nè. Rồi con này 200 thôi, 200k mã K24 thôi. 200k mã K24 ha. Đó, chủ yếu mình mua cái gọng đó nha, nó kính lão. Rồi một con này nha, nó ghi Swiss Map. Từ lúc giờ cũng bán cũng nhiều mà không biết sao mà con này nó ghi. Cái này kiểu mình thay được ha, này thay được nha, nó kiểu móc vô lỗ tai á. Nó ghi chỉ gì nè, quay Z quay gì nè, nhưng mà bên đây nó có chữ Swiss. Nhà nào gành kính nó biết ha. Swiss nó dập đâu quên rồi. Nó dập ở trên cái đây nè. Dập trên đây nha. Ghi Swiss mát là thụy sĩ nha. Nè. Swiss mát tức là kính này của thụy sĩ nha. Hay sao mà em không gành ha, nhưng mà nó còn đẹp lắm nè, cái gọng nhĩn nha. Anh em mà thích con này nó siêu nhẹ lắm, em có đeo thử nó nhẹ hiều à, gọng còn đẹp, cái màu nó nhìn cũng độc, trên đây cũng có thông số nè, là biết xịn nữa nha. Vậy về mình thay kính ha, kính em thấy nó cũng trầy mờ rồi đó, nhưng mà cái gọng còn đẹp lắm, nó siêu mỏng đó. Bên đây ghi chữ Z quay gì nè, này còn dẻo nha, còn mới, con này cũng còn mới nhưng mà kính nó hơi hơi ấy này, kính nó hơi trầy rồi, anh em bây giờ để thay gọng ha, giá cũng bình dân thôi. Này như mình mua cái gọng nha. Rồi xe ngang con này 14 nha, 14 mấy luôn á, 14 2 luôn nha. Cái này cũng to nha. Em lưu ý giúp em ha, anh em là mặt to á. Rồi 180k mã K22 nha, 180k K22 ha. Cái gọng còn đẹp lắm. Chỉ là cái kính này kiểu trong lô á, nó có vừa trầy thôi. Thì thường này là tao bán cái gọng đó nha, tao làm này kiểu gắn cái khung vô thôi à, chứ thường là mấy này là mua gọng không. Rồi, ai kết cái chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi kính này nha. Một cái kính này cũng nè, cái này trên đây thì nó
Thì như là mã não vậy nè, thiết kế như mã não còn mới hay cái gọng còn mới nè, trên đây có thông số gì nè, màu đồng, nó mạ màu đồng nè, mới lắm. Nhìn kính Nhật nó xịn. Con này hình như là đây nó ghi gì Korea nha, Made in Korea là Hàn Quốc, ở chỗ cuối nè, Made in Korea Hàn Quốc, thông số đây nè. Đó. Em coi bên đây có ghi gì không? Đó, thông số đây nè. 10 14 năm gì đó, để em coi đo thử có đúng không ha. À, này độ mới còn ok á. Vậy anh em vệ sinh ra hai gọng nè. Này cũng kiểu cổ cổ xíu ha. Cái dáng cổ cổ, rồi con này chắc dài nha. Rồi con này 13 13.8 nha, 13.8. Từ đây qua đây là 13.8 ha, gần 14. Rồi con này cũng vậy nha, 180 mã K21, 180k mã K21. Anh em thích nhẹ chút đó. Đây con này nha, con này kính nó dày cùi. Này chắc cũng lão mà nặng. Con này titanium, titan hay gì đó, nó có ghi nè. Bên đây có ghi nha, titan nha. Đó, có ghi titan ha, thông số nè. 14 ha. 52 18 1140 gì đó. Thì cái này thì nó hơi phai phai theo thời gian xíu rồi. Cái này nhưng mà còn thay, cái này thay được ha. Anh em gần kính nó biết thay được mà. Còn này cái gọng titan luôn, siêu nhẹ. Thương hiệu nó là Toroi gì đó. iPhone với iBơi chứ. Cái chữ A viết tắt cho iBơi nha. Đó, TR102328. K3 là gì ta? Rồi, con này cái gọng thôi nha, về mình lấy gọng thôi, nó gọng titan đó. Này còn đẹp lắm nè. Cái này còn đẹp. Kính thì hơi vàng xíu, màu vàng hay là do cái màu nó gì mà không biết. Cái chồng kính đó, mà không trầy ấy nha, nhìn biết xịn này. Anh em nào mà về kiểu ngay 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 độ để vô đeo cũng bình thường, kính lão mà. Rồi con này xe ngang của nó là cũng là 30 38 nha, tính 38 đi. Tính 38 đi ha. Cái màu titan nó vậy nha, màu như xi măng. Bên ngoài còn đẹp lắm. Lúc đầu tưởng đồ cũ nhưng mà nhìn kỹ lên nó titan, cái màu nó vậy nha. Rồi con này cũng 180 thôi nha, 180 mã K20. Thường em mua gọng nhiều, lấy gọng thôi. Thì kính Nhật từ Nhật về chủ yếu lấy gọng. Thì em vẫn còn coi cây này ha. Cây này thì cái này cái gọng này là không hít nữa nha. Bữa có thử rồi, bữa có chú kia hỏi lấy cục hít, hít thử nó không hít ha. Tức là gọng nó là gọng, một là inox, hai là gọng gọng gì nha, gọng titan gì đó này, nhưng mà không biết chất liệu gì nhưng mà mới lắm. Cái con này nó to lắm nha, nó kiểu cái càng nó quạt ra nè, nó to lắm, cái mặt phải to mới được nha. Gọng này, cái cây này nhìn thấy xịn sò rồi. Này bắt ốc nè, bắt máy ốc này ha. Anh em nào lấy cái khung này đeo đi đường nó cũng ok lắm. Nó có ghi là thông số chống tia UV nè, 400. Trên đây màu tím tím ha. Rồi con này mới kiểu cũng là lạ. Xe ngang để em đo ở đây cho nhà dễ hình dung, đo càng hay sao đi. Tự cái con này có nó to nên em sẽ báo cho nhà mình mua đeo cho ấy ha. 14 năm, 14.5 luôn. Rồi con này thì 250 mã K6 nha. 250k mã K6. Này chắc lắm, cái gọng nhìn đẹp. Đeo đi đường cũng cũng hay. Rồi cái này là gọng titan, titan luôn. Mới lắm. Cái này cho mấy bé cũng được ha, mấy bé hoặc là mấy nam tay mặt nhỏ, mấy chị nữ bình thường. Cái này em nghĩ là nó thông dụng luôn. Thích hợp cho nhiều nam nữ dùng chung cũng được luôn. Nó titan. Màu kính dáng nâu cà phê. Ở trong đây nó có, ở trong cái gọng có cây sắt luôn nha. Thông số. Thì bên đây nó có ghi là Made in China, tức là lắp ráp nhà máy đặt ở China nha. Made in China mà vẫn là kính kính Nhật ha. Thì có sao báo vậy nha, nó ghi titan. Nó để anh em mình nhận đỡ bỡ ngỡ, có nhiều anh em không rành cứ China tưởng Trung Quốc. Rồi kính này nha, xe ngang của nó ha. 13 13.7 đi, 13.7 nha. Này là kính trồng không có cặn gì đó, đeo đi đường được, kính mát luôn, nó dạng mát mới lắm. Rồi 250 mã K5, 250k mã K5. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, đó là kính ha.
Rồi em lên tiếp cho nha. Đây, Casio nha. Dòng điện tử. Con này pin năng lượng luôn. Nó y như dòng multiband 6 vậy. Cái giờ này em thích mấy dòng nè. Thể thao là nó siêu nhẹ. Này độ mới còn ok. Bên hông đây. À, dây khóa zin đó nha. Khóa zin đó ha. Nè, cái khóa zin đó luôn. Mặt sau đây. Mặt trong cũng đẹp. Mấy dòng này pin năng lượng ở nhà như đang mua cục pin vậy nha. Đeo mấy này siêu bền. Mặt sau thông số đủ ha. Rồi con này cũng như một dòng mua cho banh 6 thôi. Cái này cái chỗ này nha là cái nó nhảy theo dây ha, chứ không phải là mất pin. Có nhiều anh em kỳ chụp hình á, thấy nó nằm cái mức dưới đây nè. Tao tưởng nó là pin hết, là thật sự là nó là dây ha nha. Còn pin khỏe hay không là coi cái này ha, mid nè. Đó, mid là pin trung bình nè, phơi nắng là pin sẽ lên ha. Em xem nhiều múi giờ thế giới nè. Nó rất là nhiều múi giờ thế giới London ha. Nó cũng thuộc dòng cao á. Đó. Báo thức nè, con này cũng là năm báo thức luôn. Năm báo thức, một báo tiếng, đúng tiếng tiếng cái á. Nó như dòng của bên táo nha. Này bấm giờ thể thao á. Nó giờ này giờ ngược này giờ thể thao này. Này quay lại giờ bình thường. Đèn con này ở đây ha. Đèn đó, đèn âm nha. Đó. Này coi ngày tháng như này, chuyển qua đây coi giờ. Này. Rồi nó cũng không khác gì multi bên 6, độ mới cũng ok. Mà nó là dòng Casio điện tử lên tay. Rồi, con này xe ngang của nó 41.5 ha. Đứng luôn là 46.7 mỏng 10 ly. Cho mấy bé đeo đi học cấp 2 đeo học đeo siêu bền, mấy anh thích đeo điện tử đeo siêu bền. Pin năng lượng ấy nha, pin lượng khỏe để em test có giờ quang. Có giờ quang sốt trò luôn. Đúng rồi, cái giờ quang sốt trò đèn đây ha. Đèn đèn góc 8 giờ. Rồi con này em bán 500 mã F13 nha. 500k mà F13 ha. Mới á, còn mới. Rồi em lên tiếp cho nhà một con V-Red dòng Senko nha. Con này full đen 6 kim. Thường 6 kim một cốt sẽ là lịch ngày nè, lịch ngày đầy đủ ha, lịch thứ nè. Lịch 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Mặt xanh nha, con này mặt xanh kính lồi có lông mèo, nhìn nghiêng có lông mèo nè. Không sức mẻ nha, không sức mẻ ha. Có vết xíu đây không không đáng kể nha. Kính này anh em về để bu lia đánh bóng đẹp hết rồi, còn nghỉ hay si để gì cũng được. Độ mới nó hơn 85 dầm dây của nó nè. Nói chung con này mới do nằm trong lô nha, cái kính nó có lông mèo xíu đó. Cái nhà thấy cái nước sơn tĩnh điện nó còn chưa có chạy xước mà tấm zin nó luôn mà đó. Anh em nào hạp màu đen chốt này giá hời thôi. Wired dập hiệu quá đó. Chuẩn nha, mấy dòng này em bao nha, chuẩn mấy Nhật dòng Senko nha. Mà cái siêu sao chưa bóc luôn mà. Thông số đủ luôn. Dây con này thì còn 18. 18 đeo thoải mái luôn nha, lên tay quẩy nè. Cái dáng cũng thiết kế cũng độc. Góc cạnh này nè. Cái này tĩnh điện nha, anh em nào hạp màu đen mặt xanh á. 6 kim ha. Rồi cái này xay cũng vừa thôi, đo vậy nha, không đo rìa ha. 39 xay thằng tài, nếu mà đo rìa là hơn 40.8. Đứng luôn là 45.9 mỏng nha. Nó 10.05. Rồi con này em bán 550 thôi, 550k mà F16 nha. 550 mà F16 ha. Rồi em lên chỗ nhà một con này máy thời trang nha, thương hiệu Kuna gì nè. Máy thời trang ha. Nếu máy nào bán máy đó. Chỉ nhà như cái nhà đang mua cái bộ dây vậy. Bộ dây nếu mà mình đang cần bộ dây lụa nè, ra hiệu mua cũng cả hai gần trăm mấy gần 200.000 chưa tính tiền công lắp ráp nha. Thì con này là nguyên con đồng hồ ha, nhưng mà nó là chỉ là chạy máy thời trang thôi. Máy thời trang cả nhà mà xài cũng mà kỹ á, kỹ là cũng siêu bền lắm nha, chứ không nó cũng không có kiểu dở đâu, tùy theo cách người dùng thôi. Dù mình xài mà vô nước máy đồng hồ mà máy xịn mà vô nước cũng chịu đâu nổi đâu đó. Nếu mà mình kỹ mình xài kỹ đàng hoàng máy thời trang cũng bền ha. Nhưng mà cái này làm bán như bán phụ tùng ở nhà vậy đó, nước vàng đẹp nè. Máy nào bán máy đó nha. Kính của nó nè có lớp chắn gương cái gì cũng màu tím tím á. Lệch góc 4 giờ. Này máy kim giả thôi, kim trong giả nó chỉ chạy 3 kim thôi. Này kiểu đeo cho đẹp. Dạng là coi giờ bình thường chứ không có gì nha. Bên hông ở đây. Nước vàng đẹp lắm, về đeo thôi. Anh em thích kiểu bản lụa, giá siêu rẻ chốt cái này. Tiền nào của nấy nha. Xe ngang 42.7. Đứng luôn là 49 mỏng. 10.4. Bản dây lụa dây chắc lắm nha, máy thời trang nhưng mà cái kiểu nó chuẩn á, chuẩn nội địa chung á nha, nó sẽ hàng nó sẽ chắc hơn, nhìn nó sẽ chắc hơn. Nên là mua máy này xài cũng siêu bền này. Rồi 250 mà F8 nha, 250k mà F8 ha. Dây khóa đẹp hết rồi. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em.
Rồi một con siêu phẩm của dòng Citigen nha. Đây, con này là Citigen SC, do dáng vuông dáng tăng mà vỏ đá nha. Cái vỏ bằng đá đeo mà không bóng nha, không có trầy xước gì đâu. Con này mới á, nấm zin dập hiệu SC nè. Dây của nó nè. Thì nam tay nhỏ mấy chị nữ đeo được hết ha. Anh em nào mà thích kiểu dòng vuông tăng mà full đá, full vỏ đá chốt này, khóa zin dập hiệu nữa. Mặt trong dây đây. Cái dây nó là kiểu màu vàng hồng nha, vàng hồng. Dây Citigen. Chúc cho nhà xem máy luôn. Mấy con này nó còn hơn máy thủy sĩ nữa. Máy thủy sĩ mà thường thường chịu không nổi nó luôn. Thì nó dán vuông dán tăng mà bắt bốn ốc này, cái nhà thấy nó ok rồi, cũng có độ chống nước này, sao băng là chuẩn nội địa nè, thông số đủ ha. Rồi đem đo size cho nhà xem máy, có chụp hình máy. Xe ngang nó là 26.8 x 27 đi, càng luôn là 31.7, lên tay 17 rồi. Mặt của nó như mặt cát nha, cát vàng ha, cọc số nhuyễn nha. Anh em mà hay hỏi hàng chuẩn hãng nào nọ hay không mà máy này là đúng đó ha, nó là thuộc dòng mà vintage dáng xưa đó, dòng cổ á. Đây cái máy đây nha, máy này chắc chắc lừ Citizen mà máy Nhật, có chân kính nè, có chân kính nha. À, hiểu con anh trong tay nè, hơi tối xíu nó thấy máy chắc lừ không, chuẩn đó nha, chuẩn hàng mà chuẩn hàng chính hãng đó là nó đó. Thường mới là kính tao phê luôn nhưng mà em sẽ không bao nha, đâu có ghi thông số đâu, kính còn đẹp luôn đó. Thì thường là vỏ đá đi theo rồi kính sao phê rồi, nhưng mà không ghi thông số, mình không có bao nha, kiểu mất công hàng si mà đâu có nhiêu tiền về thử test tới test lui, nói tới nó lui nó không có hay nha, nhưng mà kính đẹp ha, vỏ đá. Rồi con này em bán nha, giá 750 nha, 750k ha, mã F9 nha, 750k mà F9 này đeo đúng sang, cái này đeo dễ đeo lắm, bản lụa mặt còn đẹp lắm. Có nhiều anh em hỏi nhìn trong đây có chữ sao băng nè, nó có thông số đầy đủ ha, nó chuẩn hãng là nó phải vậy nha, chuẩn vậy. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên cho nhà một con Daiso bản vuông vuông tăng nha. Con này đơn giản ha, bản đơn giản mà vuông, anh em thích vuông thì anh em không thích mà đeo cái miếng này nè, về mình mở lắp tháo ra thì nó cũng là như con vuông đồng hồ bình thường thôi nè, máy Nhật ha, bản thép luôn, dây khóa nè, Daiso dập hiệu hết. Thì cái dây này là dây da bò xịn nha, thì đeo theo thời gian có răng nhưng mà không phải bị gãy ha, nhà đeo thêm mấy tháng một năm nữa chưa xi nhê, cái này nó da bò xịn mà có cái bản này. Anh em nào kiểu thích đeo bụi bụi khóa cách chốt mấy này để nguyên xì nè, đeo luôn. Daiso là nó thương hiệu của Ý này, thương hiệu nổi tiếng này, máy Nhật dập hiệu đây nè, dập hiệu hết. Rồi dáng vuông tăng ha, xe ngang là 34.6 đứng 42 nha, mỏng là không có đo cái đó rồi 50 nha, nó mỏng lắm á, nếu mà đo cái giày 12. Con này em bán 480 thôi, nó giá bình dân 480k mà F18 khóa zin hết. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em ha. Em lên tiếp cho nhầm con Senko đi, Senko cổ nha, con này Senko nè, nó sờ Sliway nha, con này bản cổ ha, ba núi nè. Thì thường anh em hay kiếm Senko chính hãng bản xưa cổ với vintage, chốt này đúng luôn, dây khóa zin đó, phay xước nhà sản xuất còn nha, tức là chưa đánh bóng xì ba ha. Đó, dây khóa khóa dập hiệu Senko đây, bên hông đó nha, độ mới còn cao ha. Thì nói dòng cổ mà nó vậy là cái nhà thấy nó chắc rồi, nó mới rồi, tự nó núm cổ chai nữa nè, này núm cổ chai ha, đáy sấy nè, tắm rửa đi mưa bơi cũng được, nhưng mà hàng si lưu ý không bao nước vậy, bản thép. Cái này là thông số máy luôn nha, trong đây ghi số này rồi, dây khóa zin hết. Rồi con này dây 18 vừa luôn, còn 18 luôn. Mặt của nó kiểu mặt mặt lụa sọc thẳng ha, mặt còn rất đẹp luôn nha, cọc số trắng, lịch gốc 3 giờ lịch ngày lịch thứ luôn nha, kính không sứt mẻ, kính đẹp dạng bóng qua trong mèo nha, hàng xưa mà nói vậy là quá chắc rồi. Có nhiều anh em ta sưu tầm mấy dòng này nè mà độ mới cao nữa, con này cũng hơn 80, hơn 80, 80 85 nha, hàng si mình báo vậy thôi, nó chưa xì bao nó vậy là quá đẹp rồi. Con này kiểu Senko cổ ha, đó, mỏng nữa chứ, xe ngang của nó nha, nếu mà đo vậy luôn là 36.5, nếu không đo thì cũng 36 đi, đứng 40 đã 7, mỏng 9 ly nha.
À, con này em bán 650 thôi mà F1 ha. 650k mà F1 cho con Senko chuẩn nha. Nó là chuẩn luôn, bản nội địa luôn, bản lắp ráp sản xuất trong nước Nhật. Rồi, em lên tiếp cho nhà con cũng dòng Citigen luôn, cũng thuộc dòng cổ mà con này bị chạy nha. Nó cũng có hơi nè, chạy đây nè. Đó. Báo hết rồi, thì tiền nào của nấy đây, anh em nào mà không quan trọng này hoặc là mua về Shiba được á, mua giá rẻ về ha. Dây khóa zin hết luôn. Citigen nó kiểu màu full vàng nhưng mà nó có phai theo thời gian luôn à. Máy chuẩn luôn, máy 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 này máy vàng hết, máy chuẩn của nó Citigen hết. Hai của lịch gốc 3 giờ ha, đang chạy rất chuẩn. Mặt rất đẹp nha, mặt ở trong đẹp lắm nhưng mà kính nè. Có vết lông mèo thời gian hết rồi. Cọc số có dạ quang. Nói chung anh em nào về Shiba được Shiba ha, còn em có nhiều anh em ta muốn đeo những con đồng hồ này, đi làm nữa. Nó kiểu trầy coi giờ thôi cũng được bình thường, giá rẻ mà. CDN thông số đủ nha. Rồi con này cũng dáng xưa, xe ngang của nó là 35 nè, chiều đứng luôn là 41.6 mỏng nè, 8 ly. Rồi 250 nha, 250k mà F4 nha. 250 mà F4 dây cũng còn dài. Dây còn dài nha, còn nó còn về ra được cái gì mà à, con này dây mà dây 17 thôi, như tay 17, so với mặt này dây 17 cũng dài nha, chứ không có ngắn gì ha. Rồi 250 giá bình dân thôi, F4. Rồi em lên tiếp cho nhà Swatch Swift đi. Thì mấy dòng này thì từ nào giờ bán chuẩn thị sĩ rồi, anh em xài mấy dòng biết rồi. Con này được cái mặt xanh đó nha, mặt xanh đó, anh em là phong thủy mặt xanh chốt này, lịch gốc 6 giờ kêu lịch lọc nha, niền xây được ha. Niền xây rất nhẹ luôn, cái núm nha, cái núm nó nè, nó có phai xíu nha nè, có báo hết nè. Đó, có quay cái núm cho nhà xem kỹ để anh em mình nhận hàng thấy cái núm là đỡ bỡ ngỡ, có báo rồi thì tiền nào của nấy thôi. Đó, nhưng mà vẫn còn bình thường chứ không có gì nha, kiểu nhận xe sao mòn quá. Bên hông đây bản thép, dây của nó là dây kiểu dây nhung nha, nhung chắc lắm, dây xịn của Swatch luôn á. Dây này nhà còn đeo siêu bền, khóa zin của nó hết, khóa thép ha. Bên hông đẹp, niềng xây rất nhẹ luôn. Bản này cũng là lạ. Mặt sau đây thì mấy dòng này không có nháy rồi, siêu mát rồi. Nắp này mở ra thay pin ha. Mặt sau nhìn cũng còn phay sứ, uy tín. Rồi con này xe ngang của nó nha, 37.5 ha, đứng luôn là 42.7 mỏng, 107 lên tay 7. Rồi con này thì em bán cái nhà giá 600 thôi, 600k mã F3, 600k mã F3 full zin luôn á, chuẩn Swatch Swift, mặt xanh lịch lọc nha, kính còn đẹp không sức mẻ, dạng báo vết lông mèo ha, kính còn đẹp luôn á. Rồi con này thì bản cũng dây da nhưng mà cái khóa nó sẽ là khác mấy kia xíu ha. Khóa gài nha. Đó. Khóa Swatch xịn của nó luôn chứ không phải là chế nha. Xịn luôn nha. Này kiểu anh em thư sinh đó, thích đeo mấy dòng thì cái này là có đề tăng, mình cứ về lỗ nè, kéo lên về tới giờ lưu được bình thường nha. Lên tay cho nhà dễ hình dung. Nhìn em thích đeo bản dây da vậy nè, gài vô đó lên tay chắc không, lịch gốc 3 giờ luôn, được hai cái lịch luôn, ngày thứ luôn, mặt đen bao công hay, nhìn nó đơn giản nha, kính lồi nè, không sức mẻ, dạng báo qua lông mèo. Con này bản thép nha, độ mới còn ok luôn. À, con này xây cũng 37, thường mấy dòng này 37 anh em tay vừa thôi, 36.7 với 37 đây. À, đứng luôn là 42.7.8, mỏng 10 ly, anh em tay tầm 16 16 năm đổ lại đeo mấy dòng này đẹp, thư sinh, lịch gốc 3 giờ chẳng là máy Swiss mát thôi, thụy sĩ nha, nắp mở ra thay pin nè. Rồi 600 mà F2 luôn nha, 600k mà F2 luôn, bản dây da xịn nó luôn. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên tiếp cho nhà dòng Citigen nè, con này bản thư sinh, được cái là hai cái lịch luôn, pin năng lượng nha, pin năng lượng khỏe luôn nè, Citigen Ecoride, dây khóa là dây gốc tay nào đeo cũng được đó, tay to tay nhỏ cũng được, nhưng mà cái này xây tay vừa thôi, tự nó xây cũng vừa, xây dáng xưa mà. Con này lắp ráp Korea tức là Hàn Quốc nha, thông số đủ ha. Pin năng lượng, dây khóa đẹp, dập hiệu hết rồi.
Anh em tai 16 đô lại đeo lên tai mặt trắng thư sinh, mấy chú đứng tuổi cũng được. Em mà kiểu đeo đồng hồ làm biến thay pin chốt mấy năng lượng, đeo tiếp xúc ánh sáng thì pin nó sẽ sạc vô, xài bền. Kính Vin không sứt mẻ dạng báo vết lông mèo nha, kính còn đẹp luôn á. Rồi con này xe ngang đó nha, đo vậy luôn 36.4, đứng luôn là 40,6, mỏng nó 8,4 nha. Rồi con này em bán nhà giá 550 thôi, 550k mà F20 ha, pin năng lượng nha. Rồi Citizen thì em có con này luôn. Con này thì bản titanium full luôn, full titanium là tức là thép máy bay nha. Độ mới cũng còn ok. Dây bên đây. Trong trong lô thì mình nhìn nghiêng vẫn có lông mèo nha. Khóa zin của nó hết rồi, dập hiệu. Này Citizen kiểu pin chỉnh giờ thường thôi chứ không có sóng radio gì đâu. Có nhiều anh em dị ứng với sóng radio chốt này. Bên đây nó có nè, nó có vết đây nha, em có báo ha. Cứ lỗi sao mình báo vậy nha, để anh em mình thận mua vừa bán thôi. Thường mấy này là kính sapphire nhưng mà em sẽ không bao, nó không ghi thông số nha. Lệch gốc 3 giờ nè. Để em test cái có dạ quang. Con này kiểu dán thư sinh cọc số học trò. Dạ quang hai kim với chấm bi nha. Thì cứ kéo núm nè, kéo núm là chỉnh giờ bình thường nha, chứ không có sóng radio gì nha. Đó, chỉnh giờ thôi, đẩy vô mắt giữa chỉnh lịch thôi, lịch gốc 3 giờ luôn, bản titan tức là thép máy bay á, đáy sấy ha. Con này cũng Korea Hàn Quốc nha, lắp ráp Hàn Quốc. Đó, Etisa dòng cao, dây con này cũng dài nha. Này chắc 19 luôn, nhưng 19 dây quá dài so với mặt này, dây còn rất dài luôn. Xi ngang của nó 36.7, đứng luôn là 42, mỏng 83 nha. Cậu này bán 580k chứ, 580 mà F10 nha, 580 ha mà F10 bản titanium. Anh em dị ứng với bản thép màu hơi muối nè, chốt mấy đó đúng rồi. Thì sẵn Citizen em lên cho nhà dòng Reduno, dòng bình dân của Citizen. Con này mới lắm, có hai con trắng con đen luôn. Này mặt mặt đen mới nha, phải sớt. Con này mới bên Nhật vẫn còn bán 2,5 triệu nha, vẫn còn hàng nha. Nhiều anh em ta đặt mới về giá đó đó, nhưng mà hàng xây Việt Nam mình mua nè. Này thiếu cái hộp phay xước, phay xước nhà sản xuất nha, tức là chưa đánh bóng xì ba. Có nhiều anh em cứ nghĩ là phay phay xước là bị xước, không có nha, bị xước là báo bị xước nha. Bên hông đây thì thay vì anh em mua một con Citizen 1 triệu mấy, 8-900 triệu mấy, thì chức năng cũng giống con này thôi. Cái dòng Reduno nó cũng dòng công ty con ấy, mà giá cái này thì bình dân hơn mấy đó. Vẫn là chạy máy máy nè, H410 thông số đủ, độ mới này còn cao mà. Dây con này còn 18 nha, 18 đeo vừa. Mấy này đeo 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 đầm tay lắm vậy, kiểu nó bản thép á, thép full nó mà đầm tay lắm, đeo kiểu láng tay. Mình test dạ quang cho. Này cũng có dạ quang ha, lịch vạn niên pin năng lượng nha, có dạ quang mặt đen bao công. Đó, kính còn đẹp nha, không sứt mẻ dẫn báo vết lông mèo. Cách chỉnh giờ thì đơn giản, cho em bấm sơ sơ cho nhà xem. Xe ngang 38 ha, đứng luôn 43.7, mỏng 9 ly. Thì anh em kiểu mới họ thích, mới biết họ muốn trải nghiệm biết cách chỉnh giờ luôn ha, em bấm sơ sơ. Thì nó có ba cốt, cốt âm, cốt giữa có hai nát với cốt lồi. Ấn bình thường nè, mình ấn cái nút âm cái kim giờ quạt đó. Thì mình xe tới cái kim giờ chạy tới nè, xe lui kim giờ chạy lui nè, đó là chỉnh kim giờ ha. Rồi đồng thời mình chỉnh ngày trước, dụ mà cái kim này bước qua 24 giờ là bước qua ngày mới nè, này là buổi trưa nè, này buổi trưa nè, thì mình canh khúc này mình chỉnh sáng chiều rồi khúc này nha. Có nhiều anh em chỉnh lộn buổi trưa bước qua ngày mới nè, buổi tối nè, đó, buổi tối bước qua ngày 14, tức là bây giờ là đang là 6 giờ nè, 6 giờ 39, 39 buổi sáng đó. Rồi chỉnh giờ với ngày xong kéo cái mắt giữa ha. Kéo mắt giữa nha, thì 12 12 cọc số tượng trưng cho 12 tháng nha. Thì nay là tháng 12 nè, cái này tháng 1, tháng 1 năm 2024 ha. Thì năm rồi em hướng dẫn cái nhà là tháng 12 nè, năm 2021 chọn khía, 22 chọn khía nè, 23 chọn khía nè. Thì 24 nó sẽ nằm ở chỗ số 1 luôn. Đó. Thì năm nay là mình chỉnh đúng nha, đúng nằm chỗ này mới được ha. Dù tháng 2 là cũng ngay ngay chỗ này ha. Mà con này lịch vạn niên tháng 2 là nó tự sẽ nằm đây thôi. Cái nhà xài mấy con này là biết ha. Rồi đó là mình chỉnh tháng nha. Tha, bữa nay là tháng tháng 2 chứ, đây tháng 2 rồi nha. Tháng 2 rồi. Đó. Rồi khi mình chỉnh tháng xong á, kéo ra hết luôn. Năm với tháng xong kéo ra hết ha. Đó, xe tới kim phúc chạy tới nè. Xe lui kim phúc chạy lui nè, đó là chỉnh kim phúc ha. Rồi khi mà mình chọn đúng cái giờ của mình, ví dụ 41 đi, rồi, xong đẩy vô thôi.
chạy là bình thường, đơn giản lắm. Anh em nào muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ cứ báo em sẽ gửi video chỉnh giờ cho. Từ này chỉnh sơ sơ thôi. Gọi 600 mà F5 nha. 600k mà F5 nha, mặt đen nha. Con này mặt trắng nha. Nhiều anh em thích mặt trắng thư sinh chốt này. Hai con ngang ngửa nhau, phay xước nè. Anh em mà thích dòng năng lượng mà sóng radio chỉnh giờ gì á, bình dân là chốt máy này đúng luôn. Y như mình đang mua cục pin nha. Thì có nhiều anh em cứ dị ứng là pin năng lượng tính hồi hết pin thay mắc tiền gì nọ. Ví dụ cả nhà tha xài cục pin á, pin thường á, nhà xài năm mấy phải thay rồi. Pin năng lượng với nhau ví dụ mua 400 450 đi. Nhưng mà con này có thể nhà xài kỹ đàng hoàng chục năm bình thường, một chục năm là bình thường với pin năng lượng đó nha. Nó tiền nào của nấy, nhưng mà anh em xài pin năng lượng sẽ tiện hơn. Ít mở ra thay pin nha, cái đồng hồ sẽ bền hơn nha. Nè, H415 như vậy thôi. Thì bên Nhật ta thiết kế nha, bên Nhật đâu phải như Việt Nam mình mà ta đi thay pin tràn lan đâu, ít lắm, ít thay pin lắm, nên ta thiết kế những con đồng hồ ta xài siêu bền, mình xài kỹ tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày là nó sẽ bền ha, nó dòng radio pin năng lượng nó là vậy ha, xi nhan 38, chịu đứng luôn là 43 mỏng, đó 8 đi 9, rồi con này dây cũng vậy nha, dây nó cũng 18, cũng 18 đeo thoải mái luôn, mặt trắng. Kính zin đẹp không sức mẻ dẫn báo quét lông mèo sốt trò rồi cũng 600 mã F6 nha, 600k mã F6 ha. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em rồi em lên cho nhà một con dòng USA Mỹ, con này 200 mét nước máy thụy sĩ, con này máy thụy thụy nha, dây khóa kiểu nó mạ rơm nha, mạ màu Senko 5 á đó. USA ha, Elgin á, liền xay nè, nấm cổ chai đáy sấy chống nước 200 mét có ghi nha, kim có dạ quang thôi. Con này kim của Dạ Quang lịch gốc 3 giờ, núm nó cổ chai nè. Vặn cái chỉnh giờ xong vặn cứng lại ha. Đáy sấy nè, siêu sao chưa bóc luôn. Rồi con này xe ngang của nó nha. Đo gì đo thẳng ha, không đo rìa 37 đi. Đo rìa ở đây là 38.5 mỏng. 9 ly 7 nha, con này dây cũng còn dài nha. Con này dây 18 18 năm được ha. Nên anh em mà làm việc mà môi trường nước á, biển này nó chốt máy này đúng luôn, tự nó dòng thợ lặn mà nó máy thợ nữa được, cái máy máy thợ sĩ nữa nha, độ mới nè. Rồi con này em bán 550 thôi, 550k mà F17 máy thợ sĩ nè. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em đi. Rồi con này dành cho mấy chị nữ Disney nè, dáng cũng là lạ cho mấy chị nữ ha. Máy Nhật, Disney là thương hiệu nội địa Nhật nha, có hình chụp Mickey nè, lịch gốc 3 giờ, xe ngang của nó là 31, càng luôn là 34 mỏng nè. 10 ly đi, 230k mã F19 nha. Nè, mặt sau thông số đủ, đáy sấy luôn nè. Máy này chuẩn nội địa là máy Nhật, 230 mã F19 này cho mấy chị nữ, dây dài lắm, này như hàng hỏng đeo nha, dây chưa cắt luôn. Lâu lâu có còn cho mấy chị nữ, còn con Orient nội địa nha, Orient mặt trẻ tia bạc ha. Cọc số vàng có dạ dạ quang nha, dạ quang chấm bi á, lịch gốc 3 giờ. Cái niền nó niền vàng ha, niền vàng. Niền mã vàng chứ phải bằng vàng á nha. Đấm mặt sau đây. Orient thông số đủ, có hình cá kiếm. Thông số đủ nha. Dây của nó là dây thép ha, dây kiểu bản lụa á. Dây còn phay xước đẹp. Bên đây cũng vậy nè. Dây này tay nào đeo cũng vừa rồi, khỏi sợ đôi dây, cứ dây tay to thì về ra thêm, nó lên tay nè, nó cũng thuộc dáng xưa dáng quân tẹt đó. Anh em tay vừa thôi. Rồi con này xe ngang của nó ha. Đo gì nè, không đo rìa nha, 35 đo rìa 36.6 đứng luôn là 43 mỏng 88, kính zin không sức mẻ nha, dẫn báo quét lông mèo nha. Rồi con này 400 mã F7 nha, 400k mã F7 ha. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em, 400k mà F7. Rồi Casio nha, em mới về này. Casio Ovenla dòng cao này, bản quân đội này mới lắm. Full zin phay xước. Đó, tức là chưa đánh bóng C3 cái mặt ha. Con này là full zin cái bản quân đội nó vậy luôn nha, dây khóa nè. Dây xịn nó luôn, dây zin nó luôn nè. Khóa Casio ha. Này chuẩn nội địa rồi. Anh em sưu tầm đang sưu tầm dòng này chốt này, sao băng nè. Lắp ráp sản xuất trong nước Nhật, mã của nó nha, search Google là ra này ha, OVW100BZ. Nhìn mặt sau uy tín không, còn mới pin năng lượng nha, dòng này pin năng lượng khỏe,
Nó ba kim nhưng mà nó có nhiều chức năng, em test dạ quang trước cho. Thì dạ quang còn sáng lắm. Đèn lúc 2 giờ nha, đèn góc 6 giờ góc 12 giờ ha. Mặt con này là mặt xanh luôn nha, nó là mặt xanh luôn, xanh quân đội luôn. Thì nó có đèn tự động nè, góc 12 giờ góc 6 giờ nè, có báo thức nè. Alarm báo thức on off nè. Lịch vạn niên ha. Thì con này lên tay thì nó sẽ nhảy cái đèn tự động ha. Lên tay nữa, cứ lắc tay lên là sáng thôi. Đó. Rất nhạy luôn. Rồi con này xây thường 39 nha. 38.9 39. Đứng mà 44.4 mỏng 13 ly. Thì anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ này cứ báo em có hướng dẫn video chi tiết hết à. Chỉnh giờ chức năng đầy đủ hết, con này em chỉnh ok rồi. Giờ chỉ việc đeo thôi. Độ mới cao. Rồi 1 triệu 150k mà F12 nha. 1.150.000 F12 ha. Bản quân đội. Lâu lâu mới về cái bản mới vậy nha. Rồi, Casio thì em mới về con này luôn nha. Con Casio dòng cao nha. Casio nè, EDVK nha. Con này cũng nhiều chức năng ha. Nó cũng là chạy nhiều buổi giờ thế giới và thể thao, báo thức này các kiểu luôn nha. Đang dây bình thường, giờ bình thường. Đó, xem nhiều buổi giờ thế giới nè. Này bấm giờ thể thao, giờ điểm ngược. Này, báo thức. HZ chỉnh kim đầy đủ chức năng nha. Này đặc biệt là có đèn tự động ha, đèn ở đây, đèn góc 2 giờ nè. Nó giữ 5 giây nè, mình mở cái đèn có nút rồi đây nè, bấm như nhà xem nó có nút rồi nè. Rồi khi mình lên tay á, tối á, dây này dây tới 19 luôn được, tối mình lắc tay lên đèn tự sáng. Rất nhạy ha. Dù mình ra ra sáng thì mình lắc nó cũng không 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 sáng đâu, nó không có cháy đèn đâu. Tự nó phải cảm biến trong tối mới được. Nè. Đó, trong tối lắc lên là sáng. Con này anh em mình search Google, chúc em đọc mã search Google tìm hiểu thêm nó cũng được. Độ mới nè. Bên hông ở đây kính zin lồi không sức mẻ dẫn báo vết lông mèo, dây của nó nè, dây khóa zin dập hiệu nó hết rồi. Đây cái mã đây nha, con này mang mã là E nè, FA nè, 116. Chụp hình search Google ra này ha, bắt bốn ốc uy tín. Con này pin thường nha, mà pin thường ấy nha, hết pin thay, hết pin thay nha, full zin hết. Rồi con này thì xe ngang của nó ha, 41.9 nè, như 42 đứng luôn là 44.7 mỏng 14 đi tư. Anh em nào muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ cứ báo em, nó cũng chỉnh đơn giản này, nó cũng thuộc dòng casio bên đơn giản chỉnh bình thường, có cái nó nhiều chức năng, dòng cao dây thoải mái. Rồi con em bán 850 thôi, 850k mã F15 nha. 850 mà F15, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.